Hello, xin chào mừng quý anh chị và các nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Mình chạy thẳng phía trước 50m chính là con đường tỉnh Lộ 9 và cách ngã ba Mỹ Hạnh chỉ khoảng 300m thôi quý anh chị. Và cái sản phẩm hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn là một sản phẩm đất dân. Khu vực này dân cư ở rất là đông đúc quý anh chị nhé. Nó rất là gần với mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 và ngã ba Mỹ Hạnh. Đường này là đường xe hơi đúng không anh chị? Và cái sản phẩm hôm nay Biển Xanh xin được phép giới thiệu đến quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân là một sản phẩm đất dân có diện tích là ngang 10, dài 19 quý anh chị nhé. Đây chính là vị trí của lô đất. Nó nằm ở giữa hai bên cái nhà người ta xây rồi. Từ cái tường nó đo ngang sang là 10 và dài sâu xuống phía dưới cái cọc bê tông phía dưới là 19 đó quý anh chị nhé. Dài bằng cái nhà này luôn đó ạ. Và cái lô này thì đã được tách ra làm hai sổ riêng và mỗi sổ là 5 x 19. Và có giá là 970 triệu trên một lô đó quý anh chị. 970 triệu cho diện tích 5 x 19. Nếu quý anh chị mà mình mua hai cái lô này luôn thì gộp lại sẽ thành 10 x 19. Rất là thích hợp để mà mình làm nhà vườn hoặc là xây dựng nhà trọ quý anh chị nhé. Bởi vì cái vị trí này nó vô cùng là gần với mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 và gần với ngã ba Mỹ Hạnh. Hai bên người ta xây nhà hết rồi, chỉ còn mỗi lô đất của mình ở giữa thôi quý anh chị nhé. Ngang 10, dài 19, hai sổ riêng, mỗi sổ là 5 x 19 đó quý anh chị nhé. Đất gọt, cao ráo, thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Và hai cái lô này là hướng Bắc rất là mát. Ê, dân cư rất là đông đúc. Đường trước đất là đường bê tông 6m, xe hơi Vivu quý anh chị nhé. Người ta đang xây rất là nhiều. Vị trí của lô đất này rất là thích hợp để mà mình xây dựng nhà vườn hoặc là xây dựng kinh doanh nhà trọ đó quý anh chị. Ngang 10, dài 19, hai sổ riêng, mỗi sổ là 5 x 19. Rất là tiện lợi, nếu mà mình mua để đầu tư sinh lời thì cũng rất là tiện quý anh chị. Vì đã tách làm hai sổ riêng rồi. Và giá là 970 triệu trên một lô cho diện tích là 5 x 19. Sổ hồng riêng. Tọa lạc tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Vị trí đất cách mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 50m, cách ngã ba Mỹ Hạnh 300m. Và những tiện ích hiện hữu xung quanh đây đã bao gồm như là chợ, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, bách hóa xanh, điện máy xanh, trung tâm mua sắm thời trang. Và gần nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh, rất là tiện lợi cho những gia đình công giáo để mà mình về đây an cư lập nghiệp. Thì rất là thuận lợi để mà đi lễ nhà thờ, nhập xứ quý anh chị. Khu vực này dân cư ở vô cùng là đông đúc, phát triển rất mạnh mẽ. Bao bọc xung quanh thì rất là nhiều khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức. Chính vì thế mà cái công ăn việc làm của mình khi mà về đây an cư lập nghiệp cũng rất là thuận lợi quý anh chị nhé. Giao thông kết nối thì vô cùng là hiện đại. Tất cả các tuyến đường thì đều được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng, nâng cấp, sửa chữa lên thành các tuyến đường nhựa như là tỉnh Lộ 824 nối liền với đường Nguyễn Văn Bứa, Phan Văn Hớn để đi về Trường Chinh, Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Đường tỉnh Lộ 9 kết nối với tỉnh Lộ 8 đi lên Củ Chi.
tất cả các tuyến đường đều được kết nối bằng đường nhựa, rất là thông suốt, thuận lợi để mà mình di chuyển quý anh chị nhé. Đặc biệt thì nó nằm ngay liền kề với thành phố Hồ Chí Minh. Cách Sài Gòn chỉ khoảng 2,5 km thôi quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Em xin nhắc lại, lô đất này có diện tích là ngang 10, dài 19, đã được tách thành hai sổ riêng, mỗi sổ là 5 x 19 quý anh chị nhé. Và giá của mỗi lô là 5 x 19 cho cái diện tích là 5 x 19 đó quý anh chị. Và tổng 2 lô thì sẽ là 1 tỷ 940 triệu. Đó là diện tích 10 x 19 đó quý anh chị ơi. 10 x 19 giá là 1 tỷ 940 triệu. Còn nếu mà mình mua một lô thì chỉ có 970 triệu cho diện tích 5 x 19 quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng rồi cho nên cái vấn đề pháp lý mình không có phải lo lắng. Mình mua thì chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Quý anh chị và các bạn xem được video này thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Hai cái lô này là hướng Bắc đó quý anh chị. 5 x 19, 2 lô liền kề, tổng diện tích thành 10 x 19 hướng Bắc, rất là mát. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng rồi. Đường là đường xe hơi, rất là thông thoáng, sạch sẽ quý anh chị nhé, đường bê tông. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới làm việc thật là nhiều niềm vui nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.